Chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội nhận hối lộ. Trước đó, các lực lượng thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Đến nay, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh khám xét nơi làm việc và chỗ ở của 84 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Trong đó có 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên các trung tâm đăng kiểm và môi giới. Ngoài ra, 3 bị can là cán bộ thuộc phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Thưa quý vị, Hà Nội hiện quy hoạch 7 tuyến đường vành đai, trong đó có 5 tuyến vành đai chính và 2 tuyến vành đai hỗ trợ. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có tuyến đường vành đai nào được hoàn thiện. Việc khớp nối đường vành đai 2 đoạn trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở vào sáng nay được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông cho khu vực phía đông nam của thành phố. Với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng theo hình thức BT, tức là xây dựng rồi chuyển giao, dự án gồm 2 hợp phần là mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy ngã tư Vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy ngã tư Sở. Tuyến đường nối liền 4 quận trung tâm là Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân và Đống Đa. Nhiều người dân kỳ vọng việc hoàn thiện từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở sẽ giảm được ùn tắc. Chúng tôi ở đây cũng rất là mong chờ cái sự thông xe để coi đường nó được thông thoáng, nó đỡ ùn tắc. Mong nói coi như là hàng ngày còn nhiều cây cầu quanh thủ đô này để cho nó thoát được giao thông, nó đỡ ùn tắc cái giờ cao điểm. Tuy nhiên, tại điểm xuống ngã tư Sở, người dân vẫn lo ngại về việc ùn tắc ở đây, kể cả khi giao thông được tổ chức lại. Việc đứt đoạn của vành đai 2 từ ngã tư Sở đến cầu Giấy với khoảng 5 km cũng tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc Thắt Cổ Trai. Do vậy, người dân mong muốn thành phố sớm triển khai để hoàn thiện khép kín đường vành đai 2. Ngày hôm nay thì đường thông hề thoáng, cảm thấy là thoáng hơn. Còn nhiều đường có được bền hay không? Vài bao hôm rồi lại tắc tuyến này, bây giờ cứ để thêm một làn đường nữa để cho từ đây ra cầu Giấy thì nó mới đỡ ách tắc được. Để giải quyết câu chuyện tắc đường thì bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng giao thông vành đai thì ý thức người tham gia giao thông vẫn đóng một vai trò quan trọng. Tôi nghĩ rằng là cái ý thức làm thế nào để có cái phổ biến ý thức người dân để tham gia giao thông, từ xe ô tô, xe máy, kể cả người bệnh, phải có ý thức, rất ý thức đối với vấn đề tôn trọng giao thông thì mọi việc nó mới tốt được. Theo quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hà Nội sẽ có 7 tuyến đường vành đai kết nối nội bộ và thông thương với các tỉnh thành lân cận. Thực tế, việc đầu tư đường vành đai đòi hỏi một nguồn vốn rất lớn. Bên cạnh việc bố trí vốn để hoàn thiện đường vành đai 2 từ ngã tư Sở đến cầu Giấy, Hà Nội cũng đang dồn lực cho dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Hiện nay thì Sở Giao thông Vận tải vẫn tham mưu cho Ủy ban thành phố đầu tư rất nhiều các cái công trình kết cấu hạ tầng giao thông để hoàn thiện cái kết cấu hạ tầng giao thông khung trên địa bàn thành phố, và trong cái thời gian tới nhiều cái công trình sẽ được đầu tư, ví dụ như là các cái đoạn tuyến của đường 3,5, các đoạn tuyến của đường 2,5, các cái nút giao thông quan trọng. Hiện các đoạn tuyến của vành đai 2 đã tạo nên một trục đường chạy xuyên suốt, giúp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thủ đô và đặc biệt đã thúc đẩy kết nối từ khu vực cầu Vĩnh Tuy đến sân bay Nội Bài. Dự án nối liền 3 quận trung tâm gồm Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng được khởi công từ năm 2018. Trong thời gian thi công, dự án gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác phục vụ nhân dân ngay trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Như thường lệ, đây là thời điểm xe dù bến cóc trá hình hoạt động mạnh tại khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, vừa gây mất trật tự an toàn giao thông, vừa gây nhiều bức xúc cho hành khách. Lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu ra quân quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm với mục tiêu lập lại trật tự trong dịp cao điểm Tết. Kiểm tra xe khách này xuất bến từ sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có 7 người, nhưng trong danh sách chỉ ghi có 5 người. Và nghiêm trọng hơn, người điều khiển phương tiện này tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy phép lái xe. Tạm giữ phương tiện đến 7 ngày thôi. Thì cái là bây giờ trước đó do lỗi gì ạ? Là do là lái xe không có bằng lái. Thì bây giờ khi nào có bằng lái, thấy không? Thì là chúng ta sẽ là giải trình sau. Hàng loạt lỗi vi phạm bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý ngay trong sáng nay, như đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác, không đầy đủ tên, số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải. Đặc biệt, không dán đủ phù hiệu hai bên cánh cửa theo đúng quy định. Điều đáng nói, không ít lái xe chống chế, tìm mọi cách để vi phạm như thế này. Xe mình đi làm bảo hiểm, Honda nó quẹt, rồi bên sơn nó làm, nó lột tem ra, mình nó cũng quên dán, mình không quên để ý, đâm ra thì gặp cái trường hợp này thôi. Thì do là để bãi xe chắc người ta cũng thiếu một tờ, người ta lột một tờ bên của mình rồi mình cũng không để ý vậy thôi. Ngoài việc kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe trá hình, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng thanh tra giao thông sẽ lập chốt tại các điểm dễ xảy ra ùn tắc, điều tiết giao thông, đảm bảo luôn được thông thoáng, không bị ùn tắc giao thông kéo dài. Cảnh sát giao thông công an thành phố cùng với các cái đội trạm và lực lượng cảnh sát giao thông công an cấp huyện sẽ tổ chức ra quân phối hợp với thanh tra giao thông, thanh niên xung phong để làm sao để đảm bảo giao thông không bị ùn tắc kẹt xe, cũng như các khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực bến xe, khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Nhất, cũng như là cảng Cát Lái, trong công tác điều phối giao thông làm sao để hạn chế thấp nhất cái việc ùn tắc giao thông kéo dài và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân để về quê. Trong dịp cao điểm Tết, dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn lượt phương tiện ra vào đón trả khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì thế, ngoài siết chặt kiểm tra xử lý, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên chọn những hãng xe có thương hiệu hoặc xe buýt khi có nhu cầu đi lại sân bay Tân Sơn Nhất. Đối với trường hợp phát hiện tài xế thu hơn giá cước hoặc chạy không đúng tuyến, cần tố giác qua đường dây nóng tổng đài 1002 của thành phố để được xử lý. Hãng hàng không Vietjet Air đã vừa công bố khai thác các đường bay kết nối Việt Nam Australia, cụ thể là đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Melbourne trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn công tác chính phủ bang Victoria. Lễ công bố được chứng kiến bởi ông Tim Palas, Bộ trưởng Ngân khố Thương mại, Đầu tư và Quan hệ Công nghiệp bang Victoria của Australia và lãnh đạo hãng hàng không Vietjet Air. Theo đó, các chuyến bay đầu tiên kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Melbourne của Australia bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 với tần suất 3 chuyến một tuần và dự kiến tăng lên 7 chuyến một tuần từ tháng 12 năm 2024. Việc Vietjet Air mở lại đường bay đến tiểu bang Victoria là bước khởi đầu cho mạng bay kết nối giữa Việt Nam và Australia trong kế hoạch phủ kín các châu lục, mang lại cơ hội bay cho hàng triệu người dân. Năm 2019, có hơn 123.000 du khách Việt Nam đến Australia. Quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Australia năm 2021 đạt 12,4 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Điều này sẽ được cải thiện đáng kể khi các chuyến bay của Vietjet được đưa vào khai thác kết nối Việt Nam với các thành phố lớn khác của Australia trong năm 2023. Tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ 15 giờ hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương đã quyết định giữ nguyên giá xăng E5 RON92 và xăng RON95 như giá đã bàn cách đây 8 ngày, lần lượt là 22.150 đồng và 21.350 đồng một lít. Trong khi đó, giá các loại dầu giảm mạnh. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 520 đồng còn 21.630 đồng một lít và đã thấp hơn giá xăng trong nước. Giá dầu hỏa giảm 960 đồng còn 21.800 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 380 đồng 1 kg, còn 13.740 đồng 1 kg. Ở kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành liên tiếp không trích lập vào quỹ bình ổn và giảm mức chi từ quỹ với các mặt hàng xăng. Với các mặt hàng dầu, mức chi sử dụng quỹ vẫn duy trì 0 đồng, song tăng mức trích lập vào quỹ từ 0 đồng lên 300 đến 605 đồng 1 lít kg tùy loại. Hôm nay tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ công bố chương trình trao tặng 620.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và lớp 2 năm học 2022-2023 tại 3 thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chia sẻ, chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một trong những nội dung đáng chú ý là chiến lược đưa ra định hướng đến năm 2045 không còn thương vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam. Đây là khát vọng nhân văn chính đáng của mọi dân tộc trên thế giới. Nếu tất cả chúng ta đều hướng đến và luôn tâm niệm về khát vọng này, chắc chắn tai nạn giao thông sẽ giảm xuất phát từ hành động nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông. Ngoài việc 100% học sinh lớp 1 và lớp 2 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ được nhận mũ bảo hiểm, hai bên sẽ tăng cường các hoạt động đào tạo và chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng dự đoán, phòng tránh rủi ro cho học sinh, đặc biệt là phụ huynh trong các sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm.